SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Với quyết tâm giành chiến thắng để có được tấm vé vào bán kết, đội tuyển Việt Nam tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất trước Campuchia. Các cầu thủ áo đỏ chỉ mất hơn 2 phút để có được bàn thắng vượt lên bằng tình huống phá bẫy Việt vị và dứt điểm chính xác của Tiến Linh. Đến phút 27, tiền đạo mặc áo số 22 tiếp tục tỏa sáng với cú đá từ xa đầy uy lực. Sau khi chủ động nhường thế trận cho Campuchia trong những phút còn lại của hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ khi biết tin Indonesia đang dẫn trước Malaysia. Chỉ trong vòng vài phút đầu hiệp 2, chúng ta đã thêm 2 lần chọc thủng lưới đối phương từ tình huống đánh đầu của Bùi Tiến Dũng và cú đá đẹp mắt của Quang Hải. Dù vẫn nỗ lực trong những phút còn lại, nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể ghi thêm bàn thắng, qua đó rời sân với thắng lợi 4-0. Kết quả này không đủ giúp chúng ta giành ngôi đầu bảng B, bởi Indonesia bất ngờ thắng đậm Malaysia tới 4-1. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan tại bán kết. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.